phần header và đã làm xong cái phần logo. Giờ chuyển sang cái phần search bar đúng không? Phần tìm kiếm. Thì như hôm trước chúng ta đã định định dạng lại, thứ nhất là xác định lại cái vị trí này, chiều rộng chiều dài của cái vùng chứa của cái search bar. Sau đó chúng ta format lại cái nội dung hiển thị của cái input. Thấy chưa? Chúng ta cho nó rộng ra, cao hơn và bo góc cho thành thành hình vát như này. Tiếp tục nhá. Bây giờ chúng ta còn vài phần nữa để làm cho cái phần này. Làm sao? Rồi. Chúng ta sẽ còn có một cái nút này nữa. Đúng không? Chúng ta còn một cái nút phía bên này nữa. Thì bây giờ chúng ta làm nó như nào? Trước hết để mở cái code của nó ra, chúng ta tiến hành CSS này, style này. Search bar outline đúng không? Chúng ta lúc đầu đang có phần search bar này có cái background là green. Thế là chúng ta bỏ đi. Xếp xuống. Sau đó là ra ngoài reload. Ra ngoài bên này reload. Được chưa nhỉ? Để nó bỏ cái background đi. Tiếp theo chúng ta sẽ làm cái button. Thì chúng ta đặt cái button ở file ở phía code của Java, của HTML, thì chúng ta có một cái chữ button. Type bằng button. Không có nội dung chúng ta để chữ search vào đây được. Search. Button type button. Có một cái chữ search ở trong này. Được chưa? Bây giờ nó trông như này. Cái chữ search nó nằm ở tít dưới. Không hợp lý lắm đúng không? Cái này nó phải nằm ở trong này. Thế làm sao để chúng ta đưa nó vào trong? Làm sao để đưa nó vào trong? Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn một cái tính chất nữa của JavaScript. Tôi tạm thời để lại background nên các bạn không cần phải để lại đâu. Các bạn không cần phải để lại để tôi demo thôi. Được chưa? Bây giờ các bạn coi nhé. Tôi làm gì? Thứ nhất này, ở cái search bar tôi cho nó một cái thứ gọi là position bằng relative này. Được chưa? Bây giờ ở cái bar search bar tôi sẽ viết tiếp là search bar button. Được chưa? Những cái button nằm trong cái thẻ deep search bar nó sẽ có width bằng khoảng 40 pixel, height bằng 40 pixel nữa. Rồi bây giờ coi nó như nào đã. Rồi, cho rộng ra như này, được. À 30, 35, xin lỗi các bạn. 2 bằng 35 pixel. Giờ các bạn coi này. Bây giờ nó đang ở vị trí này nhá. Chúng ta xem tiếp này. Position bằng absolute. Được chưa? Bây giờ các bạn nhìn thấy nó vứt lên trên này. Tiếp này. Top bằng khoảng 10 pixel, 15 pixel. Các nhìn này, nó cách tốt cho khoảng 15 pixel này. Tiếp theo, right bằng 15 pixel nữa. Chưa đủ. 20 pixel. Nữa. Rơi vào tầm khoảng 20 đến 30 pixel gì đấy. 30 pixel. Vào trong chưa? Bây giờ chúng ta nhích, chúng ta chuột phải của nó, chúng ta nhích thêm một tí nữa cho nó căn vào giữa top này. Bằng này, 16 pixel. Right. Chúng ta lùi ra thêm một tí nữa. Khoảng 32 pixel. 31 pixel hoặc 30 pixel cũng được. 30 pixel nhé. Được chưa? Thế vậy chúng ta vừa làm cái gì để cho nó nhét được vào đây? Chúng ta đến với một cái thuộc tính nữa ở trong cái CSS. Chúng ta có thuộc tính position. Đây là quy định về vị trí của các element với nhau. Được chưa? Chúng ta có một cái thẻ tra, một cái thẻ con
một thẻ con. Trong trường hợp nếu mà bây giờ chúng ta muốn, nếu mà như bình thường nhá, thì cái logic của HTML nó sẽ như thế nào nhỉ? Từ trái sang phải, từ trên xuống dưới đúng không, hết dòng xuống dưới đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ phá vỡ cái quy định mặc định đó của nó bằng cách như sau. Thẩm tra này, chúng ta set cho nó một cái position bằng relative. Cái thuộc tính này, cái thuộc tính position link relative này, nó sẽ cho cái thẻ tra nó giống như một cái mỏ neo, giống như một cái mỏ neo ở trên màn hình, cho tất cả những cái thằng con của nó có thể bám được vào, xác định cái tọa độ của thằng con này dựa vào khoảng cách từ thẻ con đến bốn tốn cảnh của nó, được chưa nhỉ? Bây giờ thằng con chỉ đơn giản là có position bằng absolute, bằng absolute. Và bây giờ khi mà cái thằng con có position bằng absolute rồi thì chúng ta có thể quy định các cái vị trí của thằng thẻ con này. Ví dụ chúng ta để top bằng 1 pixel chẳng hạn, thì cái thằng con này tự động sẽ đẩy lên trên này và cách top đúng 1 pixel. Được chưa? Bây giờ chúng ta muốn nó dí sát vào bên tay trái thì chúng ta thêm một cái thuộc tính nữa là left 1 pixel thôi chẳng hạn. Thậm chí là không pixel không vấn đề gì cả, không pixel dán sát chẳng. Được chưa nhỉ? Nó sẽ cách thằng cha đúng 1 pixel ra hướng bên này, 1 pixel. Được chưa? Bây giờ chúng ta lại muốn đẩy lùi nó xuống một tí thì chúng ta tăng cái top lên 10 pixel, thì bây giờ cái gì di chuyển này xuống đến đây, tự động nó sẽ có cái thẻ ở vị trí lùi xuống cách top 10 pixel nhưng vẫn cách left 1 pixel. Được chưa? Bây giờ muốn nó đẩy xuống bên này thì thay đổi cái left thành cái right 1 pixel, thì tự nhiên nó từ bên này nó hất sang bên này, tọa độ top giữ nguyên, nó thành như thế. Được chưa nhỉ? Đó, rất đơn giản cho anh cho thuộc tính position. Position thì nó có bốn cái giá trị. Thuộc tính position có bốn giá trị. Giá trị đầu tiên là giá trị relative, nó là cái neo ở trên màn hình áp dụng tất cả các thằng nằm trong nó, được chưa? Thuộc tính thứ hai là dành cho thằng con là absolute, được chưa nhỉ? Cái thằng absolute như này nó sẽ tự động tìm đến cái thằng cha, có nghĩa là thằng này có thể là cháu là con, ví dụ có một cái thẻ nữa bao ngoài, một thẻ thậm chí một thẻ nữa bao ngoài như này, đúng không? Nhưng mà cái thằng khi mà thằng con lên tìm, nó là cái position absolute ấy, nó sẽ tìm đến cái thằng cha gần nhất của nó, có nghĩa có thể là ông, có thể là cha là ông, là bác cái gì gì đấy cụ kỹ, được chưa? Nó tìm đến cái thằng cha gần nhất của nó có cái giá trị là relative để nó đứng lại, được chưa? Bất biết là nó là con của ai, cứ cái tầng trao gì đấy mà có cái relative thì nó đính lại, được chưa? Tất nhiên cũng sẽ xảy ra cái tình huống đó là cái thằng này là position bằng absolute nhưng mà không có bất kỳ thằng cha nào nó là relative cả, thì nó đính vào đâu? Nó sẽ đính vào trình duyệt, được chưa? Bốn cạnh của trình duyệt, xong đây nhỉ? Rồi, đây là hai giá trị, còn một giá trị thứ ba nữa là giá trị fix. Đây chúng ta xem nhé, tôi có cái thằng fix này. Ví dụ cái thằng này, cái thằng search này tôi sửa cái position absolute thành fix. Và bây giờ tôi sẽ để ở đây là bottom 16 pixel. Các bạn thấy gì? Nó luôn luôn đính với trình duyệt, cách trình duyệt ở phía dưới 16 pixel. Được chưa? Và cách bên tay phải 30 pixel. Thế vậy ở đây là gì? Khi thằng một thẻ nào đó được gán cái thuộc tính là position fix thì nó sẽ đính với cái trình duyệt, cái browser. Và trình duyệt có kéo đi kéo lại đến đâu thì nó luôn luôn xuất hiện ở cái vị trí đã được fix ở đây. Được chưa nhỉ? Cái này nó rất là thân thuộc với các bạn. Các bạn gặp rất là nhiều rồi. Khi mà các bạn đi vào đâu ấy, các bạn kéo xuống tí, đây là fix. Thấy không? Nó kéo đi đâu nó cũng luôn luôn nằm ở chỗ đấy. Được chưa nhỉ? Nó luôn luôn nằm ở một chỗ cách bottom và cách right một khoảng x pixel. Được chưa? Thì đây là cái ứng dụng của cái thuộc tính position bằng fix. Được chưa nhỉ? Còn thuộc tính thứ tư, thuộc tính cuối cùng, đó là thuộc tính static. Static thì nó loại bỏ toàn bộ các cái tác động của những cái thằng khác, những cái thằng mà giá trị position khác đưa về trở về ban đầu.
sẽ thuộc tính static, position static. Thế chưa, chúng ta reload lại trang. Bây giờ chúng ta đã có cái button nằm vào trong cái thẻ input rồi đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ sửa nó. Đây là 16 pixel đúng không? Bây giờ chỉ còn là cái hình đúng không? Cái hình kính lúp đúng không? Rồi, bây giờ các bạn vào tiếp trang này. phonawesome.io. phonawesome.io. Được chưa? Chúng ta tải nó về. Đây có chữ download này, bấm vào đây. Nó xuất hiện là một cái model này. Xong chọn no thanks, just download phonawesome 4, click vào. Tải về, tôi tải rồi. Cho nên là tôi không lấy nữa. Được chưa? Tải về chưa? Tải đi. Bấm vào download xong rồi chọn no thanks. Just download phonawesome 4 thôi. Được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta giải nén nó ra. Gì mà hotel ấy. Đây tôi có cái phonawesome nhá. Các bạn cũng làm phonawesome 4.7.0 đúng không? Rồi, giải nén nó ra. Trong này nó có cái thư mục là CSS này, phong này, led này, CSS đúng không? Rồi các bạn đổi tên nó, đổi tên cái thư mục giải nén của các bạn trở thành phông gạch ngang awesome nhá. Sau đó chúng ta copy phông awesome vào public plugin, paste xuống public plugin, paste cái phông awesome này xuống. Xong chưa? Về được chưa? Về ở trong cái thư mục public plugin đấy nhá. Public này, plugin này, phong awesome này. Xong chưa? Tiếp tục nhá. Chúng ta nhìn thấy trong này có plugin, có phong awesome này. Bây giờ mở cái index ra. Ở trên cái style nhá, chúng ta có link real bằng style sheet, type bằng text CSS này. Trỏ đến public sược plugin sược phong trừ awesome sược CSS sược phong awesome min CSS. Đây nó là cái file min này. Không nhớ. Đã lâu thế. Rồi, bình tĩnh. Copy tải về, copy vào trong thư mục plugin này. Xong link nó vào, link public plugin phonawesome.cs phonawesome.min.cs.
Được chưa? Tiếp tục này, không ai nói gì tôi tiếp tục luôn này. Sao? Đến đâu rồi? Cái gì? Chén. Bấm vào download. Reload lại trang đi. Do mạng. Chỉ cần xóa cái 4-4.7.0 thì là xong. Cái việc cái code không dùng UBK có lại không có copy không biết gì cả có ai bao giờ nhớ rồi tận sát mở lắp đi rồi ở bình tĩnh như nào có thừa ra đúng chưa gọi cái bàn này chứ không đúng được tôi chịu chẳng hiểu thế nào luôn
Screen.cs. Không chưa? Và nó copy nó mỗi một cái tài nguyên về và nó làm một tung cả nhà. Cái gì mà HTTP media gì đấy, hai trong góc, hai trong nhắn liên hệ vào. Cứ bảo tải lại để trong máy mình cơ bạn. Làm mình ta lên mình. Đó xong chưa? Cái gì đấy? Rồi. Thì nó không awesome to meet the GN rồi là Google khoảng lời. Bạn làm cái gì đây bạn? Bạn lên nhà, bạn ghi này, Google awesome này. Của đổi tên cái thư mục này thôi, thành một CS1. Thế đâu rồi? Cháu cũng kêu bạn làm cái kiểu này chứ. Phá cái đi. Phá đi cơ mà, không hiểu không? Có biết nút phá lúc nào không? Đấy. Public này, CS này. Ai bảo public CS? Public xong rồi để gì? Để gì? Viết lại. Rồi, không hoa sừng. Thì đến gì đó? Gì đó? Đúng rồi, viết đúng tôi còn gì nữa? Rồi. Ồ hay. Để ý vào, tập trung vào mà làm. Xếp xuống. Lớp này tôi đang cân nhắc khả năng là bắt các bạn phải đi về gõ tập gõ 10 ngón nhé. Nhá. Chứ với cái khả năng gõ các bạn bây giờ cực kỳ kém. Học lập trình có mỗi cái gõ chữ thôi mà không làm được. Thế vậy học cái gì? Chữ nó sờ sờ trước mặt nó không chép vào được. Tôi sẽ xem từ giờ đến giữa tuần sau, nếu mà còn tiếp tục tình trạng này thì chắc chắn cả lớp này sẽ phải học gõ chữ. Bạn nào không gõ được 60 từ, ít nhất là 40 từ một phút thì đi ra ngoài hết, không có học hành gì cả. Được chưa? Từ giờ cho đến thứ, nay là thứ mấy nhỉ? Hôm nay thứ 7. Từ giờ đến thứ 5 tuần sau, tôi sẽ tổ chức cho chúng ta ngồi hẳn nửa tiếng để ngồi gõ thử. Trong một phút mà không được 40 từ thì liệu hồn. Có mỗi mấy cái từ không gõ lại được. Tôi làm lại một lần nữa này. Vào trang fullawesome.io, có cái nút download to vật đây này, bấm vào đấy. Nếu bạn nào không bấm được thì vào GitHub project, tải cái project đi về. Đây clone nó download này, tải nó về download zip. Sau rồi download zip thì đây tôi tải về nhá. Rồi. Không biết bao giờ mới xong. Rồi ok. Tải về xong thì các bạn đổi tên lại cái thư mục đấy, trở thành tên là phongawesome thôi. Xong các bạn bê nó tương vào trong cái thư mục public này. Nếu mà thư mục public của chúng ta không có thư mục plugin thì tạo cái thư mục này ra xong ném vào trong. Có mỗi cái việc mình người ta làm khoảng 5-10 giây, mình làm đến 10 phút rồi chưa xong. Cực kỳ tệ. Nhúng được vào chưa?
Để lần sau mà tôi còn gặp tình huống này, từ sau chúng ta còn dùng, sau này chúng ta còn dùng cực kỳ nhiều các cái thư viện khác nữa. Đây chỉ là một trong những cái thư viện chúng ta hay dùng thôi. Sau này còn Bootstrap, rồi JavaScript, jQuery, các thứ kiểu nữa cơ. Chỉ để như thế này mà chỉ tải những mấy cái thư viện về mất cả ngày thì tôi đập cho. Liệu hồn. Cực kỳ bực mình. Sau khi ném nó vào rồi, bây giờ chúng ta làm như theo tôi này. Ở trong cái phong awesome này, chúng ta có một cái phần là icon. Bấm vào. Nhìn thấy ở dưới nó có một đống các cái icon đúng không? Bây giờ chúng ta muốn lấy ra cái kính lúp chẳng hạn. Sẽ gõ chữ search. Thấy chưa? Chọn một cái kính lúp bên này, kích vào. Ở đây nó có cái thẻ y class bằng FA search. Copy cả cái dòng này. Làm đi. Xong chưa? Copy vào máy. Xong ở giữa cái chữ button này, hai giữa cái thẻ button này pệt nó xuống. Pệt nó xuống ra ngoài này rồi reload lại. Thành cái button chưa? Có mỗi cái việc nhỏ nhỏ này thôi mất thời gian. Được chưa? Xong rồi bật lên xem nào. Tại sao cái sơn bạc nằm trong logo? Thấy không? Cái gì đấy? Cái favor này cũng nằm trong logo à? Ông có đóng thẻ deep đâu? Cái gì đấy? Làm nó ra đúng không? Đâu rồi? Đấy chưa nào? Bỏ bài đây. Không có lý do đi xấu đi cả, lấy cái gì mà lấy. Cái gì? Style nào? Đây là đâu? Mở dưới nào? Kinh nhau. Tại sao? Yeah.
nhìn nó khỏe, để cái này có tác dụng gì vậy? Học cả nguyên cả cái bên CS chưa biết có dọc nào là sao biết kiếm. Được chưa? Tiếp đi. Không có hộ chứ. Từ có, không hộ hành gì cả. Sau này con cơ cho ý vào được không có đâu. Đây là cái gì đây, không làm gì đây? Sao lại có cái này? CS cho bắt tường đâu? Sơn phá bắt tường đâu? Sao còn cốt đấy? Cứ bảo nhận chặn lên tôi nói như nào? Hả? Thiếu đuôi, chỗ thì thiếu giữa. Thắng hiểu không?
chưa? Làm gì đây? Cái này là cái gì? Phôn xong là cái gì? Chút hết hiểu rồi đâu, cũng phôn mấy cái chữ thôi, có đi có lại cũng xong rồi. Thank you.
Search Yahoo này. Đây đóng hết tất cả các bạn đúng không? Là cũng mấy nhận của riêng tôi cái này đấy. Tôi nói ngay từ đầu là trước mặt tôi đừng mơ để nhìn thấy cốc cốc. Lần nữa là cũng đi ra ngoài đấy. Dừng lại đây đã. Chúng ta vào tôi cái trang này. Ten fat finger. Vào trang này. tenfastfinger.com. Chắc chắn là phải gõ tiếng Anh, không bao giờ có chuyện gõ tiếng Việt ở đây. Vào còn chưa? Vào chưa? Bây giờ tôi cho chúng ta 10 phút từ 2 giờ 20 cho đến 2 rưỡi. Chúng ta gõ tiếng Anh, chụp màn hình. Tôi sẽ tạo ra một cái topic ở trên Facebook, chụp lại cái thành quả tốt nhất của mình. Sau đó một tuần sau tôi kiểm tra nữa, một lần nữa. Tuần sau mà không đạt được 40 từ một phút, đi ra ngoài hết. Không học hành gì cả. Luôn. Được chưa? mười fastfinger.com. Cái này gọi kiểu này này. Đấy, mỗi lần các bạn cách là nó tính ra một từ. Được chưa? Và nó sẽ đếm. Chẳng biết mình gõ bao từ. Đó. Xong rồi nó sẽ đếm. Yên tâm. Cứ hết một phút nó sẽ báo kết quả.
Nè, 13 từ 1 phút này. Đó, chúng ta luyện trong 1 tuần. Các bạn cứ có mổ cò này có đến Tết chẳng được 40 từ. Sau nhìn lại xem mình đến đâu. Chụp ảnh cái màn hình thế nào? Biết chụp ảnh không?
bên ngoài thì như vậy. Không, bỏ chữ cái nhịp bình tu. Ờ, nhịp. Đấy. Kèo điêu kìa, thằng này là chơi game đúng không? Chuột nó mới nhanh như này chứ. Đấy, xếp xuống. Có nhìn thấy cái nút xếp không? Cái ổ đĩa không? Xếp của máy desktop, không tìm thấy, không tìm thấy ở đâu. Đấy, up cái đấy lên Facebook. Đây, một đứa là 34 phút, what a minute, 34 phút. Chuẩn tập lớp này. Đây, cũng chỉ ra ngoài, chỉ đó bên ngoài kia, không bảo ngoài kia. Ông có thể ra ngoài nào, ông chụp tất cả mọi người được. Thì vì cái bộ phim nhanh nhé là ở cái phim G với là cái phim F ấy, nó có hai cái mẫu đấy là dài cho khoảng hai mặt tròn. Ở đây hai cái mẫu là nơi đặt hai mặt tròn. Lúc nào có kiểu gì có hai cái ngón đấy quay trở lại cái gì ngờ. Còn các thì các bạn để vào tay thẳng cái lát xem. Cái phim gì nhá đây này. Cái phim gì rồi các bạn để hai ngón đúng không? Thì cái ngón hai ngón trỏ ấy, cái ngón trỏ bên phải nó gọi được phim gì N H U đúng không? Đó. Còn phím KL 7 dưới ấy. Mà bây giờ 7 ít khi dùng mà. Đúng không? Thì là của ngón giữa thì K bây giờ và K với I. Ngón áp út ở bên tay phải thì L với O. Bây giờ ngón trỏ và ngón út thì là phím enter của ngón út. Còn ở bên tay trái thì là phím ngón trỏ thì là F G V B T. Được chưa? Còn phím ngón tiếp theo ấy thì là DRE C. Ngón áp út thì là F X W. Ngón út thì là A Z Q và Shift Control. Các lỗ. Gõ nhiều nó sẽ thành quen. Đấy là có bí kíp có 10 ngón. Rồi hết giờ rồi nha. Chúng ta post lên đi rồi chúng ta quay lại bài học tiếp. Cái nghề có mỗi cái nghề của chúng ta gọi là cái nghề đi gõ phím người dân.
có mỗi cái kỹ năng có phí nhưng mà không bán tốt được thì tôi nghĩ là cái được bao nhiêu thì chụp vào. Đây là cái buổi đầu tiên của chúng ta thì chúng ta lấy cái mốc này so với một tuần sau. Tuần sau đứa nào mà kém thì thôi nghỉ học đi. Tuần sau bây giờ mà kém, tuần sau sau một tuần mà còn kém hơn ngày hôm nay thì thôi dẹp. Càng học thì phải kỹ năng nó càng lên chứ càng học lại càng ngu đi thì học làm gì? Cứ thế thôi sao? Xong chưa? Nhìn lên, chơi lên, đẩy lên đi. Ngày tôi tập võ chắc mà chung cái tuần em cao bao giờ thì mình đã bị tám rồi. Lâu lắm cũng chơi cái trò, còn tôi chơi cái trò này từ hồi sinh viên. Xong chưa? Tiếp tục nhá. Quay trở lại bài của mình nè. Chứ tôi thấy các bạn gõ tiếng Anh cực kỳ tệ. Có mỗi cái chữ phòng hòa sầm rồi gõ đi gõ lại đơn giản. Ê là mày hay. Rồi tiếp tục này. Bây giờ chúng ta tôi chưa sửa cái này thì 16 á. Top bằng 16. Ồ. 16 rồi mà. À đây nhầm. Đây là 15 không sao. Ở dưới này mới là 16. Rồi chúng ta bỏ cái green đi nhá. Bỏ green của cái thằng Cert 3 đi. Rồi, bây giờ trông nó như này đúng không? Bây giờ style cho cái button này để cho nó to lên này. Thấy chưa? Thì chúng ta thứ nhất là làm cho cái bắt cho cái kính lúp nó to lên tí. Thấy chưa? Cái kính lúp này nó là ký tự đúng không? Nó giống như chữ ấy. Bây giờ làm cho chữ to lên thì làm nào? Thuộc tính gì? Phông size. Phông size bằng 20 pixel chẳng hạn. To chưa? Chưa? Tiếp theo background của cái button này none, xem nó thành none. Thuộc tính nữa border none. Xong chưa? Vào trong giờ bây giờ mình cái right này mình giảm đi một tí thành kính lúp chưa? Color, nếu mà trong trường hợp mà cái color này của nó mà chúng ta nhìn muốn nó đậm, nó nhạt bớt đi giống như trong này, đúng không? Thì chúng ta sẽ có cho set thêm cái thuộc tính color nữa là bằng màu thăng CCC. Nhạt quá. Thôi kệ nào. Được chưa? Chúng ta tập dùng cái developer tool này đi nhá. Không phải là thấy tôi dùng xong chúng ta cũng chỉ biết chép thôi, dùng tập dùng đi. Làm giao diện phải tập dùng cái này đi chứ không phải là ngồi nhìn nó há hốc mồm như vậy đâu. Dùng cái này xong rồi copy bôi đen hết xong copy paste vào trong ICS một phát là xong. Nó nhanh hơn rất là nhiều. Được chưa? Đấy reload lại xong. Được chưa? Tiếp theo nữa chúng ta có thể là set cho nó thêm một cái cursor bằng pointer. Đó. Thì khi mà hover nó sẽ hình bàn tay. Đúng chưa? Khi hover nó sẽ thành hình bàn tay của cái đấy là cái tác động của cursor pointer này. Với lại được cái là ở trong cái developer tool này khi các bạn gõ ra thì nó có gợi ý. Thì cái khả năng gõ thì nó sẽ chính xác hơn.
cursor pointer. Đây, tôi pet thêm ở đây. Đó. Cursor pointer. Đó, cái search bar input à, search bar button. Khi mà search bar button hover hai chấm hover thì cái color chuyển sang màu đen, thăng 000. Đây là màu đen. Được chưa? Bây giờ ra ngoài reload, hover nó thành màu đen này. Được chưa? Đó, đấy là xong cái phần search bar. Mỗi cái search bar này mất tiếng hổ. Chẳng hiểu nào luôn. Biết cách dùng icon chưa? Sau này muốn dùng cái icon nào khác thì lại vào phông awesome icon, copy cái thẻ y ra. Được chưa? Cú pháp của nó cực kỳ dễ. Cú pháp của nó các bạn đây xem này, đầu tiên là FA viết tắt từ phông awesome, sau đó đến FA tên một cái, tên một cái ký tự khác, ví dụ tôi ở đây tôi để là cái chữ plus, các bạn sẽ thấy nó sang dấu cộng, được chưa? FA trừ ban, ban sang cái dấu ban này, cấm, được chưa? Còn nhiều lắm, FA home, đó hình ngôi nhà, rất là nhiều. Nếu mà chúng ta ở đây chúng ta có cái button này, chúng ta nếu mà không, tôi ở đây tôi set cho nó cái phông size 20 đúng không? Nếu mà không thì nó bé tí này đúng không? Bây giờ nếu mà tôi không thích set phông size nữa mà tôi thích như này, tôi sẽ thích sử dụng cái class của thằng phông awesome này cũng được luôn. FA trừ 3x. Thấy không? Đủ to chưa? Rồi thì FA trừ 2x. Đấy, như này là vừa miếng này. Được chưa nhỉ? Đó là cái cách chúng ta sử dụng cái thằng phông awesome này. Thì ở đây tôi đã set nó là phông size 20 rồi, thôi thì kệ nó, chẳng động với nó là gì nữa cả. Được chưa nhỉ? Tiếp theo chúng ta đến với cái phần favor, là cái thằng ở góc trong cùng này đúng không? Bây giờ làm nào, thằng favor này có bạn nào gợi ý cho tôi cách ở trong này làm nào không? Đây, thằng yêu thích và đăng nhập này, làm nào? Trái tim thì ở trong kia cũng có. Hớt. Sao? Hai cái đi. Học. Hai thằng này nó là hai cái thứ ngang hàng nhau. Thì dùng cái gì? U, L, L, I dùng cái gì? Đúng nhờ? Thử nhá. Đây tôi có thẻ UL. Ở trong này là hai thẻ LI. Trong này là yêu, trong này là kiếm tiền này. À, yêu thích. Yêu thích. Đây là kiếm à, đây là đăng nhập đúng không? Tạm thời cứ để như này đã, để cho nó 5 giờ chúng ta xếp cho nó thành hàng ngang đã, xong tính tiếp. Favor ULLI yêu thích, một cái yêu thích, một cái đăng nhập. Xong chưa? Rồi bây giờ chúng ta ra xem nó như nào. Một cái yêu thích, một cái đăng nhập này. Xong lại chui tịch dưới này này trời. À đây, chưa có style trong thằng favor này. Nên nó bị chui dưới đúng không?
Bây giờ chúng ta style cho nó. Thì vào đây viết cái favor vào đây, chấm favor, đóng mở ngoặc để vứt đấy. Ra ngoài kia sửa trên trình duyệt cho nó sướng. Chẳng tội gì phải sửa trên này cả. Được chưa? Xong đi nhỉ? Ra ngoài này sửa. Kích vào cái chữ favor các bạn F12 lên. Hoặc là chuột kích vào chỗ này là chuột phải. Inspect. Nó sẽ vào cái chữ LI đúng không? Bây giờ chúng ta muốn xem cái thẻ nào của chúng ta có CS như nào thì chúng ta kích vào tên thẻ đấy. Đây class là favor, deep class là favor đúng không? Chúng ta nhìn thấy cái style.cs cái gì gì đấy, favor ở trong này. Được chưa? Chúng ta có width bằng 25%. Sau đó là float right 25% hình như hơi to. Giảm xuống. Quá. Wow. Xong được tải. Thế nào? Display. Sao thằng này float left mà không được nhỉ? Chờ tí nhá. Favor. Sao lại không được nhỉ? Thằng này có cái gì? Float left 25%. Thằng này có width 4%. Float right. Đây là 300 pixel đi. Chờ tôi chút nha, 250 pixel. Float right. Nhưng mà nó bị vẫn bị thằng này ủn xuống. Vậy thằng này thử để cho nó display bằng inline trừ block. Rồi. Xong lên chưa? Bây giờ các bạn làm cái việc những cái việc như thế này, thứ nhất là trong cái class của thằng cert 3 thêm cho tôi một cái là inline display bằng inline block này. Được chưa? Display bằng inline block cho thằng cert 3. Copy vào. Pet vào tìm cái thằng cert 3 đứng một mình ấy. Pet nó xuống. Sau đó ở thằng favor thì chúng ta có width bằng 250 pixel và float right để nó ủn sang bên phải. Đó, width 250 pixel, float right. Được chưa? Xong như nhỉ? Rồi, bây giờ chữa tiếp cái thằng này để cho hai thằng nó sang ngang hàng nhau. Bây giờ chúng ta làm nào để cho nó ngang hàng nhau? Xem này. Thẻ UL nhá. Thẻ UL này. Chúng ta có list style bằng none. Mất cái dấu chấm đúng rồi đúng không? Bây giờ có thêm list style type cũng bằng none node. Sau một cái. Copy cái này vứt vào trong kia. Bây giờ chúng ta sẽ có là class là favor cách UL đóng mở ngoặc bằng list style bằng none, list style type cũng bằng none. Tiếp theo là favor UL cách LI. Đây là thẻ UL nằm trong class là favor. Đây là thẻ LI nằm trong thẻ UL, nằm trong thẻ favor. Thì sẽ được áp dụng. Display bằng inline block.
Xong chưa? Có cần xem lại gì không? Rồi bây giờ ngó sang ngang chưa? Được chưa? Bây giờ chúng ta xem cái UL nó đang chiếm đến đâu. Các bạn nhìn thấy gì? Nó cách rìa này một khoảng rất là xa. Đúng đây này các bạn nhìn này. Thấy không? Nhìn nó cách rìa một khoảng rất là xa. Đúng chưa? Giờ sao? Làm sao giờ để cho nó lùi vào trong này? Cho gì? Take a line. Right. Được chưa? Đúng không? Đấy. Nó ủn tất cả mọi cái nội dung ở phía trong nó sang bên tay phải. Nó sát rìa bên phải. Được chưa? Xong thì cho thêm cái take a line right vào nữa. Các bạn tự thêm đi. Tự thêm vào đâu thì thêm đi. Take a line right cho thằng favor UL. Xong chưa? Tiếp tục nhá. Tiếp theo đến LI này. Các bạn ngó xem bây giờ cái diện tích của LI nó vừa khít cái text đúng không? Bởi vì nó đang làm cái nội dung của nó là display bằng inline block. Cho nên nó nội dung bằng vừa khít cái text. Bây giờ mình sẽ set width cho nó. Width bằng tầm khoảng 80 pixel. Hơi bé. Tăng nữa lên. Tầm khoảng 100 pixel mỗi cái. Rồi. Các cái thẻ LI đều bằng 100 pixel. Text align center. Được chưa? Căn giữa luôn. Đây là cho thẻ favor ULLI. Thì chúng ta sẽ code vào trong CSS này. Ở đây ULLI đã có display inline block này. Width bằng 100 pixel. Rồi thì là take a line. Center. Còn thẻ UL này thì mình sẽ có là take a line right để cho nó ủn hết cái đoạn bọn LI kia vào bên tay phải. Còn thằng này, còn thằng nội dung ở trong LI thì chúng ta căn giữa. Thì chúng ta dùng cái này. Sau đó các thẻ LI này mình sẽ có thêm một cái border. Border bằng border right. Border bên phải bằng 1 pixel dots và màu là màu DE là màu hơi ghi bờ bờ một chút. Được chưa? Bây giờ ngó. Có phải có hai cái vạch đấy đúng không? Nhưng mà theo mẫu chúng nó không có vạch ở bên này. Đúng không? Mẫu chúng nó không có vạch ở bên tay phải. Vậy giờ làm sao để bỏ cái vạch ở bên tay phải đi? Lại tiếp tục làm favor ULLI 2 chấm last try sẽ có cái border right bằng none. Border right bằng none tức là cái phần tử LI cuối cùng nằm trong UL sẽ được set up cái CS là border right bằng none, tức là bỏ cái border của thằng cuối cùng đi.
Được chưa? Các bạn test đi. À nhầm, đây là của nó, của mình đây. Bay mất rồi đúng không? Xong. Giờ tiếp theo đến gì? Đến cái hình trái tim với hình thằng người đúng không? Rồi, giờ thêm vào. Nhưng mà chúng ta để ý này, cái nút này này. Các bạn nhìn thấy khi hover nó có một cái đường ở dưới này đúng không? Thì đây là gì, thẻ gì? Thẻ A đúng không? Thì chúng ta phải bao nó vào phía trong của cái thẻ LI này là một thẻ A. Chúng ta có thẻ A, thắt rep bằng dấu thăng này. Xong ở trong này chúng ta sẽ có cái yêu thích. Và chúng ta sẽ có một cái thẻ I nữa ở trong này. Thẻ I. Có class bằng FA, cách FA trừ hurt. Hurt là trái tim ấy. Còn thằng ở phía dưới, thằng bên cạnh, thằng đăng nhập này, thì chúng ta sẽ có là cái FA, FA trừ user là người dùng. Xong chưa? Rồi, tiếp tục này. Bây giờ ra ngoài xem đã. Cứ làm đến đâu xem đến đấy. Thấy yêu thích đăng nhập rồi đúng không? Nếu mà cái này của chúng ta nó kín đúng không? Thì như chúng ta có thêm một cái hớt trừ ô như này thì phải. Nếu tôi nhớ không nhầm. À được rồi, đấy. Hớt trừ ô, đây. Được chưa? Chúng ta phóng to nó ra thì chúng ta dùng FA trừ 3X chẳng hạn. Thằng ở dưới cũng vậy. FA trừ 3X. Chúng ta cái FA này nó có 5 kích cỡ. Từ 1X cho đến 5X. 5X là to nhất. Không nhớ nghĩa không nhớ. Không mình lâu vậy.
Xong chưa? Hả? Rồi, ngó cái, to vật đúng không? Nhưng mà nó không xuống dòng. Thêm cái nữa nó bị gạch chân. Đúng không? Giờ sao? Thì bây giờ style cho nó, chứ còn làm sao nữa? Chấm favor cách UL cách LI cách A. Đúng không? Thì là bây giờ có cái text decoration bằng none. Được chưa? Và display bằng block. Display của thẻ A cho nó thành block. Ngó cái. Hết cái chân rồi đúng không? Hover ra ngoài này nó cũng dí luôn vào trong cái nó cũng chuyển ra hình bàn tay này. Nếu mà chúng ta không để display block ấy, thì chúng ta coi nhá. Nếu mà không để display block, các bạn để này, hover vào đây nó không ra hình bàn tay đúng không? Mà phải hover vào tận chữ thì mới thành hình bàn tay này. Thì ra bởi vì cái diện tích của thẻ nó rất là nhỏ. Phải dí tận vào chữ nó mới hiển thị được. Bây giờ chúng ta để cho nó display block thì tương đương với cái việc là nội dung của nó các bạn nhìn thấy nó tràn hết đúng không? Tràn hết phạm vi của thằng LI thì nó chiếm hết toàn bộ. Được chưa nhỉ? Chúng ta xử lý tương tự như vậy với cái thằng LI ở dưới này, cái thằng thẻ I ở phía dưới này. Chúng ta thêm cho nó là display bằng block luôn, tự động nó đẩy cái chữ yêu thích kia xuống. Đúng không? Nó tràn hết hàng ngang của nó thì tất nhiên cái chữ yêu thích này hết chỗ chứa ở phía rằng hàng trên, cho nên tự động nó bị ủn xuống dưới. Được chưa nhỉ? Đây là một cái thủ thuật nữa của chúng ta. Thì chúng ta sẽ có là text decoration bằng none này. Bây giờ favor li ul a cách i thì lại display bằng block nữa. Nó sẽ ủn các cái chữ nằm cả ngang hàng với nó xuống dưới. Hoặc là nếu các bạn không thích dùng cách này, lưu ý này, nếu không thích dùng CSS thì chúng ta hoàn toàn có thể bê cái chữ i này, bê cái thẻ i này vào một thẻ p, bê thẻ i này tương vào trong một thẻ p. Đó, bây giờ cho các bạn coi, cũng xuống đúng không? Đúng chưa? Chúng ta có cực kỳ nhiều cách làm chứ không chỉ có một cách, cho nên là tùy chúng ta thích dùng cách gì thì dùng thôi. Ở đây tôi thích dùng cách p này thì sao? Thì tôi dùng luôn. Đây là P này. Đó. Chúng ta lợi dụng những cái tính chất có sẵn của các thẻ, chúng ta nhét vào trong chỗ nào đấy cần thiết thì chúng ta đỡ phải CSS. Được chưa nhỉ? Rồi. Xong. Còn gì nữa? Còn lúc đầu text ở đây nó màu khác, xong hover vào đúng không? Thì các bạn sẽ phải làm cái việc này. Đây các bạn, tôi để thời gian cho các bạn làm đi. Làm cho xong đi. Thank you.
Xong chưa? Xong chưa? Rồi bây giờ chúng ta đi ăn cắp. Tiến hành đi ăn cắp màu. Cho nhìn thấy không? Hover vào nó có cái màu đúng không? Rồi bây giờ làm sao để ăn trộm cái màu này được? Dạy cho thêm một thủ thuật nữa này. Bây giờ cái bấm cái thẻ A này nhá. Thấy chọn được thẻ A rồi đúng không? Nhìn thấy cái ba cái chấm này không? Nhìn thấy không? Bấm vào đấy. Nhìn thấy bốn trạng thái không? Tích vào cái hover, chuyển sang màu xanh nhá, thấy không? Rồi màu này, thấy không? Màu đấy, color này. Còn bây giờ trỏ sang thằng bên cạnh nhá, trỏ sang thằng bên cạnh này, cái màu của nó là màu của nó là màu đen hay màu gì đấy, thôi thì cứ để màu đen mặc định đi, đúng không? Thì chúng ta có như sau. Đây là thẻ A này. Chúng ta set cho nó thêm cái color bằng màu đen nữa, thăng 000. Màu đen này. Bây giờ cái chỗ này khi mà hover hay chấm hover thì color của nó sẽ sang cái màu mà chúng ta ăn trộm được. Đây. 2CA9E1. Chưa? Test này. Đúng chưa? Đấy chứ nhỉ? Đó, có vậy rồi. Sao lại đen xí này trời? Đen một vừa hay phải đi. Đây để 2x đi nhá các bạn nhá. Để 3x nó to quá. Chúng ta chỉ để 2x thôi. FA 2x thôi. Đấy rồi các bạn tự đi mà ăn trộm cái màu của nó về mà dùng. Hả? À? Đây làm lại nhá. Đây. Những cái màu mà nó hover đây này chúng ta không lấy đâu. Được chưa? Phải hover ra nó mới lấy được thì chúng ta không có kể cả có inspect. Trỏ vào thẻ A cũng không lấy được màu. Được chưa? Bởi vì cái màu đấy nó chỉ áp dụng khi mà có trạng thái hover thôi. Bây giờ chúng ta phải tạo một cái trạng thái hover cho nó để lấy màu. Thì ở đây nó có mấy cái nút này. Kích vào hover. Tự động nó chuyển sang cái màu này. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây là header A hover này, color này. Được chưa? Kích vào cái màu này, copy về và paste vào đây, paste xuống, xong ra ngoài reload, được chưa? Đấy có vậy thôi.
Thế là xong phần header đúng không? Bảy mươi mấy dòng, bao gồm cả đóng mở ngoặc, comment. Đấy, có mỗi phần header của chúng ta mà nó vất vả vậy đấy. Không đơn giản đâu. Xong chưa nhỉ? Để tôi đẩy code lên nhá. Các bạn có thể lên GitHub để lấy code về. Thế có thấy cái này nó hơi sát quá không? Không á. Mắt ông bị làm sao rồi. Nên đẩy lùi nó xuống một tí. Margin hoặc là padding cũng được. Padding trừ top bằng 20 pixel. Quá rồi. 10 pixel. Padding top 10 pixel cho thằng favor UL nữa. Nhìn cho nó thoáng mắt. Có một dòng code thôi mà chẳng tội gì mà không làm cả. Xong chưa? Xem lại một lượt cách tôi làm cái header. Bây giờ chúng ta xem có cái phần nào trong cái header của chúng ta ứng dụng được vào cho cái phần navigation, cái phần menu chính của mình thì áp dụng. Bài tập cho các bạn là bây giờ ngồi làm cho tôi cái này, toàn bộ cái mảng cái menu này. Nghĩ cách xem làm như thế nào. Các bạn đã đủ khả năng làm này rồi. Không phải là không đủ đâu. Đủ lượng kiến thức để làm được rồi. Chưa cần phải cái bỏ ở dưới nhá. Chưa cần phải hover và nó đổ xuống một cái thẻ ở dưới nữa đâu. Chưa cần. Bây giờ chỉ cần các bạn sắp xếp cho tôi cái menu này thôi. Đấy, cả ai cần người các thứ các kiểu. Làm cho tôi cái này, nhanh lên. Cái này có 3 thẻ là xong.
cái đâu, anh bên kia là chúng ta tự vẽ ra đấy. Không có đâu, mấy bài cái tương tự thôi. Đừng cố tìm mấy cái cần để làm gì cả. Đây là code CSS nhé, bạn nhìn nhé. Đây là code HTML này. Sao bạn so sánh của bạn nhé. Hiểu chưa? Không phải tự nhiên mà nó có hình bậc thang như này đâu. Được chưa? Đừng có code thụt vào thì được, chứ đừng có code thoải ra. Thoải ra là chết đấy. Sau này lượng code nó nhiều lên 1.000 dòng thì bạn có thể làm biết là nào để đọc nào để đọc đó. Nên là cố gắng có bác code ngay từ những cái dòng đầu tiên, code cho nó cẩn thận nào. Lớp trưởng đi bây giờ rồi nhá. Chơi bằng chuột hoặc chơi bằng phím. Tùy. Điện thoại nào? Zoom rắn nhưng chơi được trên này. Đây điện thoại đây đúng không? Đó, tắt bố rồi. Đây này, trên trình duyệt nó cũng có một cái trò gọi là giả lập. Giả lập màn hình điện thoại, ví dụ iPhone 6 á. Đấy. Cũng kéo lên kéo xuống. Đấy. Thì đây là khi mình giả lập như này mình sẽ nhìn thấy ở trên màn hình điện thoại ấy, thì cái website của mình code ra nó sẽ trông như thế nào. Bây giờ thì nó trông như thế này. Này học thêm một trò mới đó là full season và không có sự. Cách một dấu cách một dấu tác nó xa đấy, một dấu tác nó rất là dài, còn tạm dấu cách này chỉ có một dấu cách thôi, quá dài như vậy.